Các bạn ở đây trông thật là tuyệt vời. Xin chào các bạn, chúng ta sẽ học cùng nhau. Tớ đề nghị chọn giường đi nhé. Tớ sẽ lấy cái ở dưới. Còn tớ thì chắc là sẽ lấy cái ở trên. Ừ, tớ rất thích trên này. Ôi, nhưng mà tớ quên mất vali của tớ ở dưới rồi. Chắc là đến lúc tớ phải nâng nó lên một chút rồi. Nào, bay đến đây như gối nhỏ của mình. Tuyệt quá. Còn bây giờ là những thứ khác nào. Ôi, những cái bút yêu thích của tớ. Sách vở. Tuyệt quá. Ôi, cái này thì chắc phải là dùng nhiều lực hơn. Nào, cố lên, cố lên. Đến đây nào. Thêm một chút nữa thôi. Ôi, ôi, hình như tớ làm quá rồi. Phù. Oh wow, trời ạ, à, buồn cười thật đấy. Các bạn cứ cười bao nhiêu cũng được. Nhưng mà tớ đã làm xong giường của tớ rồi đây này. Thôi được rồi, bây giờ đến lúc tớ gỡ đồ đạc của mình. Nào xem nhá. Ups, hình như trong khi tớ đã bơi, vali của tớ bị ướt hoàn toàn rồi. Tớ nên phải làm gì với những thứ này bây giờ? Ôi trời ạ, à. Chắc là tớ có thể giúp cậu. Chờ một chút nhá, bây giờ mọi thứ cậu sẽ khô ráo thôi. Tuyệt quá, cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng mà sao lại có mùi cháy ở đây? Monica, hình như cậu cũng đã làm quá sức rồi. Ôi, cái gì thế này? Trời ạ, à, thật là kinh khủng. Ôi, trong cái quyển sách của tớ nó có một cái lỗ rất là to. Thế mà cũng giúp. Ôi, hình như tớ làm quá rồi. Xin lỗi nhá. Tớ thấy ở đây không có một cái cây nào, nên lúc phải sửa việc này rồi. Hãy thêm một ít hoa nhá. Ôi, tớ nói một ít thôi. Trời ạ, à, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Nào, nào cho lại vào trong này đi. Các bạn sẽ ngồi ở đó đến khi các bạn học được cách cư xử đàng hoàng. Tớ đã nói là ngồi trong này đi, đừng có mở kéo ra. Đấy, xong rồi. Phù. Bạn tạm thời sống ở dưới gầm giường nhé. Các bạn đừng có để ý. Ôi, cuối cùng đến lúc tớ mở vali của mình rồi. Tớ biết tính cách của mình, vì thế tớ luôn mang những thứ cần thiết nhất. Xin chào bạn. Nhưng mà tại sao cậu cần bình chữa cháy? Chiêu. Ôi. Các bạn đừng hoảng sợ, tớ biết phải làm gì trong tình huống này rồi. Bây giờ tớ sẽ làm nên. Đấy. Bây giờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đừng có để ý. Đồ để chính là mọi thứ đã xong. À, bây giờ tớ hiểu rồi. Ôi, chuyện này xảy ra thường xuyên với cậu ấy sao? Ôi, đây là đồ rất là dễ dàng. Mọi thứ có thể kiểm soát mà. Ôi, chiếc giường xinh đẹp tớ đã làm xong rồi. Trông nó tuyệt vời hơn. Tớ cũng đã làm cái rất là tuyệt vời cho tớ đây này. Ừ, tớ cũng rất thích mọi thứ. Mọi thứ trông rất là ổn đúng không? Nhưng con bạch tuộc này sẽ nhắc tớ về biển. Đã đến lúc xem lịch trình. Bài đầu tiên của chúng ta là cái này, đến lúc phải đến cặp sách đến lớp thôi. Các bạn đừng đến muộn nhé. Buổi học đầu tiên thật là thú vị. Tớ sẵn sàng rồi. Bây giờ đến thôi. Ừ, tớ đến đây. Sao, cậu sẵn sàng chưa? Đừng có trễ vào ngày đầu tiên nào. Tớ tự hỏi cô giáo của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Chào mừng bạn đến với trường phòng phép thuật. Các bạn ở đây sao? À đây, tớ là giáo viên tuyệt vời của các bạn. Wow, trời ạ, tuyệt vời quá. Xin cảm ơn các bạn. Jess, lên bảng đi nào. Em sao? Đúng không? Nhưng mà em không muốn. Thôi được rồi. Hãy cho chúng ta xem bạn có thể làm được gì. Nào, cô đợi đấy. Em có thể làm gì?
Đây, nhìn đây. Nhìn này. Em có thể điều khiển những quả bong bóng này. Hay đấy. Tiếp tục đi, Jess. Em cũng có thể tung hứng chúng. Có thể nhấc chúng lên cao nữa này. Ôi không, hình như nó không nghe mình nữa rồi. Ôi, chuyện gì thế này? Trời ơi, tại sao em lại làm như vậy? Oops. Ôi, em vẫn còn phải học và học đấy. Ngồi vào chỗ đi. Grace, hãy xem em có thể làm gì nhá. Vâng, em sẵn sàng. Ok, làm chúng ta ngạc nhiên đi. Vâng ạ, bây giờ em sẽ tạo một lốc xoáy nho nhỏ. Như này này. Và em có thể phóng to nó lên một chút. Không tệ, không tệ. Nhưng hình như thế là đủ rồi đấy. Grace, Grace, ngăn nó lại đi. Ngăn nó lại, ngăn nó lại trước khi nó làm hỏng cả lớp của chúng ta. Em không thể, nó không nghe giữ em. Ôi, trời ơi, cô ơi. Ôi, mình đang ở đâu? Mình đang làm gì ở đây? Oops. Ôi, chắc là em về chỗ đây ạ. Grace, em đi đâu rồi? Chúng ta vẫn chưa xong. Monica, nào xem nào. Bây giờ em sẽ cho cô xem em đang biết làm gì. Ừ, ổn lắm. Có thể làm gì khó hơn được không? Tất nhiên rồi. Cô thích cái này không? Rất là tuyệt vời đấy. Và em có thể bắn trái tim này. Nhưng mà cô cẩn thận nhé. Ôi, hình như muộn mất rồi. Ôi, bây giờ cô giống như bánh mì nướng cháy vậy. Ôi, thôi đủ rồi đấy. Sự kiên nhẫn của cô hết rồi. Ôi, thôi được rồi, em đi đây ạ, em đi đây. Em cũng muốn thể hiện những gì em có thể làm được. Thôi được rồi, còn việc gì tồi tệ hơn có thể xảy ra chứ. Bây giờ. Một chút nữa thôi. Ôi, cô đã sợ lắm rồi. Ồ, trời ơi, đẹp thế. Wow, đẹp thật đấy. Quá là tuyệt vời. Cái này nó gì là gì nữa đấy? Ôi trời ơi, đi ra đi. Sự kiên nhẫn của cô hết rồi đấy. Ôi, Mistina. Ôi, chuông rồi này. Chúng ta đi thôi, hẹn gặp lại cô ở trong lớp học tiếp theo nhé. Vâng, chúng em đi đây ạ. Em chào cô ạ. Chờ đã các bạn. Ôi, chờ đã, các em phải giúp cô chứ. Sao, các bạn có thích ngày đầu tiên không? Tôi nghĩ rằng chúng ta biểu diễn rất là tốt đấy. Rất là tuyệt vời. Ồ, các bạn, tôi có một ý tưởng rất tuyệt vời. Chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng đi. Thêm một chút lấp lánh và nhạc. Đấy, thêm một ít lấp lánh nữa. Wow, Sophie, cậu làm tuyệt vời lắm. Ừ, tớ không có một ý tưởng nào tệ đâu. Và có thể bật nhạc nữa. Tuyệt quá, thật là vui. Các bạn ơi, nếu mà thêm một đồ ngọt thì sao? Từ cái này, tớ đã làm một cái rất là tuyệt vời hơn. Các bạn hãy nhìn đây này, như này tuyệt vời hơn rất là nhiều đúng không? Wow, cũng làm tuyệt lắm, Grace. Còn tớ nghĩ chúng ta cần thêm đồ uống nữa cơ. Abracadabra. Nhìn này, cốc tay tươi sáng và ngọt ngào cho những cô gái thông minh. Các bạn uống đi nào. Wow, tuyệt quá. Còn tớ cũng có một ý tưởng đây này. Chỉ cần một vài phút nữa thôi. Và bỏng ngô đã sẵn sàng. Tớ thích sức mạnh của tớ quá. Ôi. Ôi, bỏng ngô nổ mất rồi. Hình như tớ lại quá tay rồi. Ôi, nhưng mà rất là vui mà. Chán quá, không biết phải làm gì bây giờ. Ồ, Suzy, tớ tự hỏi bạn ấy đang có âm mưu gì vậy? Bạn ấy rõ ràng có một kế hoạch gì đó. Nào, mình cần một cái thang. Ồ, ồn ào vào đống bụi kìa. Wow. Đấy, tớ đã mang kế hoạch tuyệt vời của mình vào cuộc sống. Nó còn tốt hơn cả trên giấy. Đây là phòng ngủ trong mơ của tớ. Bạn đang làm gì vậy Suzy? Tại sao bạn lại xây dựng tất cả những thứ này? Để mình có chỗ riêng của mình. À, nếu vậy, tớ cũng sẽ nghĩ ra một cái gì đó. Ôi, nhiều rác thế nhở. Nó ở đâu ra vậy? Chắc là tớ quên dọn ở đây thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ê, đầu tớ.
bạn đang làm gì vậy? Tại sao bạn lại ném tất cả những thứ này vào tớ? Tớ đang thực hiện kế hoạch của mình, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Có vẻ chưa hoàn thiện cho lắm. Được rồi, tớ sẽ làm sao vậy? Nhìn này Suzy, tớ đã tạo cho mình một góc như của bạn. Thì sao? Trong khi Jack đang ngủ, cần lấy trộm chiếc gối của bạn ấy. Bạn đang làm gì vậy Suzy? Nó là của tớ, trả lại đây. Không, đừng nghĩ vậy. Tất cả những chiếc gối này bây giờ là của tớ. Cái gì? Nó thuộc về tớ. Tất cả là của tớ. Bỏ tay ra, bạn làm rách gối của tớ bây giờ. Rách rồi đây này. Nếu bạn không muốn chia sẻ, tớ sẽ cho bạn biết tay. Thế được rồi, tớ có nhiều gối hơn mà. Trời ạ, tớ cần những cái mảnh này làm gì? Tớ có ý này, tớ đã nghĩ ra một cái gì đó rất hay. Bữa trưa ngon lành đã sẵn sàng. Ôi, gạt tay rất tốt, nhưng bây giờ tớ không cần nó. Tớ cần lấy khay chắn bàn và chạy. Úp. Hình như hơi bừa một tí, chắc không sao đâu. Cái gì xảy ra ở đây vậy? Tại sao những chiếc đĩa lại trên sàn? Bữa trưa hoàn hảo của tớ đã bị hủy hoại rồi. Được rồi, tớ phải đi đây tạm biệt. Tớ cần phải bình tĩnh. Thần kinh đến giới hạn. Thật tốt tớ có căn phòng với Poppit. Tuyệt. Làm một cái võng là hoàn toàn tuyệt vời. Và ngay bây giờ tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc thây ma. Sợ phải không? Mẹ ơi, cái gì đây? Giác, cái gì vậy? Trông giống như một chiếc đĩa bay vậy. Trông rất tuyệt. Tớ cũng có một cái gì đó như vậy. Suzy, đây là một phép toán rất dễ. Nhưng mà em không biết phải giải quyết nó thế nào. Ôi, chờ chút, em thấy có một cái gì đó rất tuyệt. Này, cô vẫn ở đây mà. Phép toán nữa. Cảm ơn vì cô đã nhờ. Con chắc chắn sẽ giải quyết nó thôi, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ em cần những giấy ghi chú này. Ê, đồ ăn trộm, con sẽ không thoát được đâu. Suzy, cô sẽ đưa em vào danh sách đen. Bây giờ em sẽ nhận được thôi. Như thế này này, em sẽ biết làm nào để chơi khăm. Tuyệt, mình thực sự rất cần những tờ giấy ghi chú này. Hóa ra có một bức tường tuyệt vời. Tớ muốn chạm vào nó. Nhìn trông thật là dễ thương. Hình như Giang đi đâu mất rồi. Tuyệt, đến lúc phải ăn rồi. Thật tốt khi có rất nhiều đồ ngọt trong tủ lạnh. Giác, con làm gì vậy? Ăn sô-cô-la, không rõ sao? Đừng có đến gần thức ăn của tớ. Ôi, đồ tham lam. Tớ có một ý tưởng tốt hơn. Chúng ta cần một cái gì đó ngon từ máy. Trời ạ, tớ không có tiền. Phải làm gì bây giờ? Ồ, hình như có gì đó rơi. Đúng vậy, đó là một KitKat. Ồ, thế thì không cần tiền nữa rồi. Tớ sẽ tớ đập thêm lần nữa. Ồ, tuyệt quá. Đổ rơi liên tục này. Tuyệt, hãy tiếp tục thôi. Xin chào, bạn có muốn cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Ôi, tớ đã không nhận ra anh ngay lập tức. Mình nên đi đây. Bạn đang làm gì vậy? Trả lại huy hiệu của tớ đây. Ôi, tớ làm rơi vô tình rồi. Ôi, cần nhanh chóng mang cái máy đi trong khi anh ta đang bị phân tâm. Hoàn hồ, tớ đã tìm thấy huy hiệu của mình. Anh chàng đâu mất rồi? Lạ thật đấy, máy cũng không còn. Đấy, ôi trời ạ. Thôi được rồi, hôm nay không phải là ngày của tớ vậy. Tớ cần phải thư giãn trong phòng nghỉ bí mật của mình vậy. Cốc tài. Tớ rất thích cảm giác như ở trên thiên đường vậy. Còn lại một ít thôi. Tớ sắp xong rồi. Ôi, mệt quá. Ê, cái gì đấy? Máy với kẹo. Chính xác, bây giờ nó là của tớ. Và tốt hơn nghìn lần so với chiếc tủ lạnh nhỏ của bạn. Có vẻ như tớ cần nghỉ ngơi một chút. Ôi, những giấc mơ em đẹp nhá. Nào, sắp làm được rồi. Cố lên các bạn. Tuyệt, tớ rất thích chơi. Ôi, thật là thú vị. Ôi, trời ạ, cái này trông còn ngầu hơn những con búp bê của tớ. Giác cho tớ chơi với, tớ cũng muốn. Dừng lại, bạn không thể vượt qua biên giới được. Giác, bạn làm gì vậy? Đây là phòng của chúng ta mà. Nếu vậy, tớ tuyên chiến với bạn. Tớ sớm sẽ chuyển những ranh giới này đi thôi. Ê, còn gì nữa đây? Ôi không, bom. Chúc bạn chuyển bay vui vẻ nha Giác. Bây giờ cần điều khiển là của tớ. Đến lúc phải chơi rồi.
Suzy đã đạt được những gì mình muốn. Ôi, cô gái bướng bỉnh. Chiến tranh chứ gì. Được rồi, tớ chấp nhận các quy tắc của bạn. Ôi, ôi đau quá. Trong hết cả mặt. Bạn sẽ biết thế nào là xâm phạm biên giới của tớ. À, bạn nên lừa chứ gì. Tớ cố tình giả vờ để đánh gục bạn đấy. Thôi được rồi, bây giờ bạn không thể dừng lại tớ được đâu. Bạn đang làm gì vậy? Tại sao lại ồn ào vậy? Ôi, tớ thấy các bạn đang chơi với nhau. Dễ thương làm sao, làm tốt lắm. Đấy, bây giờ bạn chết rồi. Trận chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Đây đến lúc tìm ra ai giỏi hơn rồi. Để xem kẻ thù của chúng ta đang làm gì nhá. À, hiểu rồi, nhìn thấy Suzy rồi. Đến lúc phải ra đòn chính. Coi chừng, tớ có một vũ khí nguy hiểm. Suzy, tớ khuyên bạn nên từ bỏ, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Đây rồi, bây giờ bạn sẽ không còn nơi nào để đi đâu. Ôi không, trời ạ, mình bị lừa rồi. Trời ạ, tại sao mình có thể bị như vậy? Ngạc nhiên chưa? Bạn không nên vào đất của tớ đâu. Thả tớ ra, tớ không nhìn thấy gì cả. Chúng ta sẽ ngã mất. Tớ đã bắt được bạn rồi. Không, tớ trốn thoát được rồi. Giơ tay lên đi Suzy, đầu hàng. Bạn đã bắn vào tớ chứ gì. Thôi, trò chơi kết thúc. Suzy dừng lại, chúng ta cần bình tĩnh lại. Ôi, có vẻ như chúng ta đã đi quá đà rồi. Chắc chắn rồi, bây giờ phòng của chúng ta trông như một chiến trường. Chúng ta có thể làm lành đi. Ý tưởng hay đấy, tớ cũng đề xuất như vậy. Suzy, làm tốt lắm phải không? Bây giờ có một cái gì đó ngon. Tớ có một xe tải đồ món ngon này. Cảm ơn Jack. Ôi, bạn thật là quan tâm đến tớ. Không có gì đâu Suzy, tớ cảm thấy không có lỗi bất cứ điều gì với bạn. Chúng ta cùng chơi với nhau nhé. Đầu tiên cần phải dọn rác. Tại sao có nhiều thứ không cần thiết thế này nhỉ? Tớ không bao giờ nghĩ rằng khả năng của tớ sẽ có ích trong quá trình dọn dẹp đâu. Đấy, bây giờ tớ sẽ di chuyển cái này. Thôi, cái này cũng tạm biệt nhé. Đủ rồi, bây giờ sẽ di chuyển giường đi. Xong. Nhưng có vẻ chưa đủ, vẫn còn đầy rác ở trên đường. Thôi được rồi, sẽ thổi nốt chỗ này đi. Đấy, thế là sạch sẽ rồi nhá. Nào, chúng ta có kế hoạch gì tiếp theo nào? À, bây giờ đến lượt bạn đấy Lily. Ồ, ok. Bây giờ thì đến lượt tớ nhá. Tớ sẽ gieo những hạt giống đặc biệt này ở đây. Đầu tiên chúng ta cần đất này. Đấy, gần xong rồi. Bây giờ thì tớ sẽ nhờ cậu tưới nước nhé. Nước cũng rất là đặc biệt đấy. Đấy, sắp xong rồi. Bây giờ, một chiếc giường thực sự sẽ phát triển những hạt giống này. Thế là xong. Đẹp chưa? Wow, tuyệt thật. Nhưng mà một chiếc giường sẽ không đủ cho chúng ta. Cần phải xem một cái nữa. Tớ và những siêu năng lực bốc lửa của tớ chắc chắn sẽ đối phó được với điều này. Sẵn sàng chưa? Lên nào. Đó, bây giờ chúng ta có hai chiếc giường rồi, tuyệt chưa? Các bạn ơi, đã đến lúc chúng ta phải sơn giường rồi. Ừ, đúng rồi, bắt đầu thôi. Wow, hoạt động này thư giãn thật đấy, quá là tuyệt. Ôi, những cái cây này là trở ngại cho hội họa của tớ. Đấy, bây giờ tốt hơn rồi. Ôi trời ơi, kinh quá. Ghê thật. Thôi được rồi, lớp sơn này sẽ che giấu cái sự kinh hoàng này đi. Ô, đẹp chưa này. Mọi thứ sẽ trở nên thực sự rất tuyệt vời. Các bạn đừng quên tầng 2 nhé. Đây, còn cả chiếc thang của chúng mình nữa này. Đấy, nó cũng cần phải được sơn lại. Như này trông tuyệt thật đấy. Ừ, đúng rồi. Tuyệt quá đi mất. Các bạn ơi, đừng quên tầng 2 nữa nhé. Thật tuyệt là mình có thể bay lên với sự trợ giúp và khả năng siêu mạnh của mình. Nhân tiện, đừng quên sơn tầng 2 cẩn thận như tầng 1 nhé các bạn. Đấy, mình gần hoàn thành rồi. Làm tốt lắm. Mình cũng sắp xong
xong rồi, mình đang sơn lại phần nửa còn lại của mình. Đấy. Ôi, chúng ta là những người bạn thật là tuyệt vời. Giai đoạn đầu tiên đã kết thúc. Bây giờ cần phải nghĩ đến sự thoải mái, hay nói đúng hơn là làm cho chiếc giường vô cùng ấm cúng và mềm mại. Mình có những chiếc gối này, tớ muốn trang trí nó với các cái cây. Ôi, thật là đáng yêu. Sau đây, mọi người sẽ hiểu tại sao thực vật là những người bạn tốt nhất của con người. Chúng không chỉ là vật trang trí cho bất cứ thứ gì, mà còn là những bức tường thực sự để không ai làm phiền bạn khi bạn ngủ. Đó, mình đã hoàn thành rồi, trông chúng tuyệt làm sao. Bây giờ đặt thêm gối vào đây nữa là quá tuyệt vời luôn. Đấy. Lily, bạn làm tốt lắm. Đã đến lúc tớ nâng cấp phần giường của mình rồi. Không có gì nhẹ nhàng hơn là một đám mây trắng và mịn. Đấy, mình sẽ đặt nó ở dưới. Như thế này này. Thêm một chút nữa. Và thêm cả đèn nữa nhé. Wow, trông tuyệt làm sao. Thật là đẹp. Tớ cảm thấy như mình đang ngồi trên một đám mây thực sự. Kỳ diệu thật đấy. Tớ cũng đã mang đủ tất cả các loại chăn gối. Nhưng với tớ, vậy là vẫn chưa đủ. Mình nghĩ sẽ hoàn hảo hơn khi có thêm một cái hồ bơi ở đây. Nhưng mà bơm lên kiểu gì nhỉ? À đúng rồi, Lucy, bạn có thể giúp tớ được không? Tớ cần bạn thổi nó lên. Thôi được rồi, dễ thôi. Nào. Wow, cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Tuyệt thật, cảm ơn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đổ nước vào đây nào. Gần xong rồi. Đó, hoàn hảo. Không có gì tuyệt vời hơn chơi bên hồ nước cả. Tớ nghĩ mọi người sẽ đồng ý với tớ, đặc biệt là khi có những chú vịt dễ thương như này ở bên cạnh. Đây này. Xinh chưa? Tuyệt ghê. Thôi được rồi, tớ chơi chán rồi. Lucy, tớ cần sự giúp đỡ của cậu một lần nữa. Hãy sấy khô cho tớ được không? Thôi được rồi. Ui. Đó, xong rồi đấy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thôi đừng có phân tâm mình nữa nhé. Tuyệt. Không có gì ấm cúng hơn một chiếc chăn màu đỏ như những chiếc gối màu đỏ vậy. Trong khi trang trí giường, tớ thực sự rất muốn là ăn luôn. Tớ nghĩ tớ biết mình sẽ ăn gì cho bữa trưa ngày hôm nay rồi. Đầu tiên, tớ cần một ngọn lửa. Bạn có thấy rằng trong phòng này hơi lạnh không? Bây giờ trên ngọn lửa này, tớ sẽ tự nướng cho mình những viên kẹo dẻo. Ôi, tớ rất yêu marshmallow. Chúc tớ ngon miệng đi nhá. Thơm thế. Quá tuyệt vời luôn. Ngon thật. Tớ thấy còn thiếu một cái gì đó đây. Cần thêm một số chi tiết nữa. Ví dụ như hoa này. Chúng rất phù hợp với nội thất của tớ. Ôi, mình nghĩ là cần thêm một chút ánh sáng nữa nhở. Đó, trông tuyệt lắm. Ôi, nhưng mà mình hơi đói rồi. Có ai phiền nếu mình trồng một cây cây cam mọc ngay cạnh giường không nhở? Ô, tớ đồng ý đấy. Wow, tuyệt vời làm sao. Tớ rất là thích cam. Thêm vào đó, đây là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa trưa thịnh soạn. Tớ chỉ ăn thực vật thôi. Thơm quá. Tớ đồng ý với Lily đấy. Tớ cũng thấy thiếu một vài chi tiết. Tớ nghĩ rằng rèm màu đỏ sẽ là hoàn hảo trong bộ giường này. Ồ, bây giờ tớ thực sự cảm thấy như ở nhà. Ở đây thật là ấm cúng và đẹp làm sao. Đấy, bây giờ tớ sẽ răng rèm ra cho hết này. Và tớ sẽ thêm một số ánh sáng cho nó đẹp nữa. Wow, bây giờ mọi thứ thật là hoàn hảo. Ôi, tớ cũng đang thấy thiếu một cái gì đó. Chính xác. Con cá nhỏ, tớ sẽ sớm làm một miếng bít tết ngon như bạn thôi. Đừng lo lắng em yêu, tớ sẽ không giả bạn cho tên điên này đâu. Ôi, cá của mình đâu rồi? Trời ạ, bây giờ mình sẽ ăn cái gì đây? Bây
giờ tớ có một người bạn tốt mới rồi. Tớ sẽ đặt tên cho nó là Nemo nhé. Với nó, thế giới bé nhỏ của tớ sẽ trở nên êm đềm hơn rất là nhiều. Đó, xinh chưa? Cần thêm một cái gì nữa nhở? Nghĩ ra rồi, tớ cần một ít rèm là đủ. Đấy, bây giờ tớ sẽ treo lên. Xinh quá. À, một chút ánh sáng nữa sẽ không bao giờ gây tổn hại cho ai đâu. Đẹp chưa? Tuyệt. Tớ thấy của tớ cũng chưa xong đâu. Tớ sẽ đưa những người bạn của tớ những đám mây đến. Và tớ sẽ sửa nó nhanh chóng một chút nào. Xinh quá, xinh quá. Ôi, một cái cầu vồng sẽ hoàn toàn phù hợp giữa những đám mây. Đấy, ai mà không yêu cầu vồng chứ. Càng lúc càng thấy đẹp luôn. Thật là đáng yêu. Tớ có thể chiêm ngưỡng như này mãi mãi luôn. Ồ, các bạn đã đúng. Mình còn thiếu rèm mà. Mình có thể tạo thể ứng như mình đang thực sự ngồi trên mây. Như thế này này. Đó. Bây giờ bạn lên một chút nhá. Tuyệt. Mình sẽ thêm một chút ánh sáng nữa này. Đó, tuyệt chưa? Là thế thế nào? Tớ nghĩ rất là tuyệt vời luôn. Ôi, nhìn giường của chúng ta thật là đẹp lắm sao. Tuyệt chưa? Đúng rồi, nếu chúng ta đã hoàn thành, hãy tổ chức một buổi vũ trường để ăn mừng nhé. Tuyệt chưa? Tớ có quả cầu disco này. Tuyệt lắm. Quá được luôn. Quẩy lên. À các bạn, tớ có một sự bất ngờ. Tớ đã làm một chiếc bánh thật là tuyệt vời. À đúng rồi, còn quên mất. Ôi bánh, đây là chính là thứ tớ cần. Mang đi thôi. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Tất cả thức ăn của tớ đâu rồi? Trời ơi. Điên mất. Tớ đang mang bánh đến đây. Hãy ăn để vinh danh nhà mới của chúng ta nhé. Ôi, cảm ơn bạn nhé. Trông ngon làm sao. Ừ, trông tuyệt thật đấy. Cảm ơn cậu rất nhiều. Ôi, tuyệt quá. Cảm ơn bạn. Thơm thế. Ôi, ngon quá đi mất. Yummy. Nhưng một miếng rõ ràng là không đủ. Thật tốt khi Lily có thực phẩm bổ sung. Ngon quá. Trời ơi. Sao bạn dám ăn trộm bánh của tớ? Xong rồi, thôi. Tớ cứ nghĩ chúng ta sẽ không cãi nhau nữa. Nhưng mà bạn đã bắt tớ phải. Cái đồ ăn trộm này. Ôi không. Trời ơi, bạn phá hỏng mọi thứ rồi. Bạn không thấy xấu hổ sao? Trời ạ. Bây giờ chúng ta phải xây dựng lại tất cả thôi. Tại bạn đây. Trời ạ, chán quá đi mất.